Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của ông điền nha thì uh, hiện tại em điền đang có mặt tại uh, xã hòa hội huyện Si mập tỉnh bà rịa vũng tàu uh, nếu như mà cô chú anh chị đang có một cái suy nghĩ uh, có một cái tài chính nhỏ với một tỷ thì uh, muốn làm một cái nhà vườn nho nhỏ và tìm một cái mảnh đất uh, có thổ cư có vườn can trái uh, để, uh, để là làm nhà vườn đó rào lại nuôi gà nuôi vịt ha uh. Đây thì em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị cái bức bất động sản này ha. Nằm ngay mặt tiền đường nhựa này luôn. Mình đi ra tỉnh lộ 329 cũng tương đối rất là gần. Khoảng là một cây số anh chị ha. Khoảng một cây số thôi là ra tới tỉnh lộ 329 rồi. Đó, mình đi tới đây gặp ngã ngã tư nè, mình rẽ trái là đi được 329. Đo ra đó là mình gặp ủy ban xã Phước Tân. Đó à, gặp chợ, gặp uh, giáo xứ, vân vân. Nói chung là tiền ít và tiền nghi là đầy đủ. Và cái hướng ngược lại đằng sau lưng mình cũng ha, cũng uh, đi ra được tỉnh lộ 329 luôn. Đó đằng kia anh chị ha, anh chị có thể thấy này. Đó. À, có cái bảng ở à, ngày ba. Đó, em thấy này, bạn biết, bạn, uh, bảng bạn bạn báo này. Đó. Ở ngày ba mình uh, đi ra cũng là tỉnh lộ tỉnh lộ 329 ha à, cô chú chị cũng đã biết rồi tỉnh lộ 329 này mình sẽ giao với lại quốc lộ 55 thì uh, ra là quốc lộ 55 cũng như là đi ra thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện á thì từ đây mà đổ ra khoảng đâu đó là 10 cây số anh chị ra trung tâm huyện ha đó là 10 cây số đó rồi bây giờ em điền sẽ à em nói nữa là cái bất động sản này thì không gần biển cho lắm nha nếu mà đi ra biển khoảng đâu đó là 15 cây đến 18 cây số anh chị đó ra biển Hồ Tràm đó. rồi bây giờ em đi sẽ giới thiệu cô chú chị ha bất động sản này hiện tại bất động sản này trên đất là trồng full cây mít luôn và cây vú sữa có một vài cái cây xoài đó. bất động sản mình thì có là diện tích là 8 mét ha 8 mét từ ranh đây nói chung đất mình đã rào hết rồi từ ranh đây qua tới bên bên này đó đất của mình là đất thổ cư nha có là sẵn là 40 thổ cư đó. tới đây ha 40 thổ cư và sâu vào trong là 55 mét đó chị 55 mét à. À, thì bất động sản này thì hiện tại gia chủ mình đang kẹt tiền nên là em sẽ báo giá luôn cho cô chú chị mình để khỏi chờ đợi xem video hết video nha giá bán mình là 950 triệu nha 950 triệu thì tất nhiên là sẽ có thương lượng ha có thương lượng bức chút đỉnh thì giá này cũng đang là giá kẹt lúc trước thời điểm trước thì à, đã kêu kẹt rồi là 1 tỷ 2 rồi nhưng mà bây giờ giảm mạnh xuống nữa là còn 950 triệu đó khu vực xung quanh thì dân cư đầy đủ ha dân cư nói chung là cũng tương đối là đông đó không thừa lắm đâu tương đối là đông à, đây hiện hiện tại thì nói chung là dân cư đông thì tất nhiên là về vấn đề điện đài và nước máy thì có rồi ha đây như đây à, nước máy đặt kế bên đất mình luôn hiện tại là đất máy này của nhà kế bên đó cái hộp nước máy này đó đồng hồ nước máy này đó à, điện đài thì đó chị thấy nè rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào bên trong đất của mình đây đó. thì trên đất mình thì đang hiện tại đang trồng mít thái và xanh kẽ với lại uh, vú sữa ha vú sữa đất uh, khu vực này thì nói chung là rất là tốt, rất là màu mỡ. Ha. Hiện tại thì uh, đất mình thì đang sử dụng nước là nước tưới giếng, nước tưới bằng giếng ha, nước giếng đang là có uh, bữa em thấy có thấy cái hệ thống tưới tự động có uh, hệ thống tưới tự động luôn. Mà giờ em để em nhìn lại coi, hay là tháo dỡ rồi em cũng không biết nữa. Đó, nói chung là bất động sản mình thì đang tưới nước giếng đây đây em à, cũng biết là cái này là nước giếng phía sau đây à, hai hàng hai hàng mít hai bên à, và có cái hàng vú sữa là phía giữa ha vú sữa nếp vú sữa này là vú sữa nếp đó à, đây cái uh hệ thống tưới của mình thì bây giờ người ta sẽ dùng là tưới dây rồi đó. tưới dây lui vào tới bên đây là à, sâu là 55m đó chị ha bất động sản mình thì hiện tại là quy hoạch đất ở nông thôn thì quy hoạch toàn bộ mình có thể lên thêm thổ cư nha đó. qua từ bên này qua bên này là 8m hậu mình thì đất mình thì vuông vức mà tiền 8m và hậu 8m sâu 55 đó mình có thể là và mình à, xây căn nhà nhỏ nhỏ phía gần gần giữa ha đó, mình trừa cái khoảng trống để sân để đậu ô tô hay là làm cái sân uh, chơi ha rồi trừa mình xây một mé bên này thôi đó, mình mình xây một bên đó, mình trừa đường luồng bên hông ha mình xây nhà khoảng 5 mét 5 mét hay là 6 mét gì đó. đó còn mình trừa lại hai ba mét đường luồng bên hông mình đi vô phía sau lui phía sau uh, khu vực sau nhà ha À, ở sau nhà thì trồng cây trồng cối rồi rào lại nuôi gà rất là ok thì giá khoảng vài trăm triệu thôi nó không có mắc lắm đâu à, cho một bất động sản này gần 500 trăm mét vuông anh chị gần 500 trăm mét vuông hiện tại bất động sản này thì đang có hướng là hướng uh, tây bắc anh chị ha hướng tây bắc nguyên vườn cây ăn trái rất là đẹp À, từ sài gòn mà cô chú chị di chuyển về cái bất động sản này thì à, mất đâu khoảng là hai tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc ha. thì à, mình sẽ đi đường à, Ngãi giao mình đi đường Ngãi giao à, hòa bình ở mình xuống đây ha. Đó. tương đối là nói chung là bà rịa vũng tàu thì à, mở rất là nhiều cung đường để mà à, giao thông của mình cho nó thuận tiện đó đó nên là, là là về để mà về dưới này thì cũng không có lâu thời không mất thời gian nhiều cho lắm Đó. một mảnh đất vườn mà giá chỉ có là 950 triệu ha nguyên vườn cây trái có thổ cư luôn nha lên thêm thổ cư thì vô tư để em điền cũng xin kết thúc video của em điền tại đây ha rồi em điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em điền rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ha